Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình cho lên sóng MC Bo phong cách 110, máy móc full 120, lòng 120, lửa 120 IC 5 số, bô jean xì bo nha anh em nhé, lổ rất hay, các chân jean xì bo, bánh mâm hai đĩa Sachia 206, dàn áo đập thùng mới keng từ trong ra ngoài anh em nhé. Xe đồng hồ ba kim, tay ga Romelu, lốp trước lốp sau của Mancelli nhé, lốp xịn nha anh em nhé, đi rất là bám. Phủ trước Viva của Thái, phủ sau KIB, phủ sau KIB mới, mình mới đi trời mưa về nên là xe chưa có rửa nhá anh em nhá. Gác ba ga 10 ly của Sibo, dây yên bóng nha, đẹp căng, biển số Gia Lai cực đẹp anh em nhá. Xe này giấy có gốc anh em nhá, xe rất là đẹp. Đèn đã độ bóng nét anh em nhé, đi rất là sáng, bật lên là sáng như hát, xi nhan đầy đủ, xe này mình bán 26.500 anh em nhá. Là lổ máy cho anh em nghe này. Xe rớt rồi là lổ nhá. Móc im ru anh em nhá, máy móc im ru không có tiếng động này. Xe này mình đi bình xăng dẹp anh em nhá, chạy rất là ngọt ngào. Xe máy móc khô roang, không có giọt nhớt nhớt chảy giọt nào cho xe anh em luôn, máy móc rất là êm. Bình xăng đẹp anh em ạ. Rồi, xin chào tất cả anh em. Anh em nào thiện chí liên hệ với mình nhá. Anh em ưu tiên anh em khu vực miền Bắc, xe bao anh em chạy không sàng lắc nhá. Trên 130 km/h chạy ngọt không có giật. Xe chạy rất là nuột nè. Máy móc im ru. Đấy, anh em quay đồ xe tự đánh giá nhá. Rồi, xin chào anh em.